Góc cạnh cuộc sống với An Minh và Hương Thơ xin kính chào quý vị. Chương trình với mong ước được tìm hiểu, khám phá và chia sẻ những góc cạnh thú vị của cuộc sống. Dù mới mẻ hay quen thuộc, dù bình thường hay phi thường, dù đơn sơ hay phức tạp, dù vui hay buồn, dù đau thương hay hạnh phúc, nhưng những góc cạnh đó đã tạo thành một bức tranh đời toàn diện. Và thưa quý vị, nếu gọi đó là một bức tranh đời toàn diện, thì chắc chắn là phải có nhiều góc cạnh. Và khi có nhiều góc cạnh trong cuộc sống thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn. Và khi mà đã lựa chọn thì chúng ta phải thật là kỹ lưỡng, bởi vì mỗi một lựa chọn sẽ quyết định cho chúng ta một cái số phận hoặc là định mệnh của chúng ta. Cho nên nói một cách đơn giản hơn là chúng ta phải tự lực nắm giữ vận mệnh, đừng bám víu và xuôi theo định mệnh. Hương Thơ, vậy hôm nay là chúng ta sẽ nhìn về góc cạnh cuộc sống ở trong phương diện nào ha? Thì thưa quý vị, cũng như thưa An Minh, góc cạnh cuộc sống được thực hiện trong cái thời điểm mà cái khẩu trang là một vật không thể thiếu khi chúng ta ra ngoài đường. Thì Hương Thơ xin phép cùng với An Minh gửi đến quý vị một câu chuyện về cái khẩu trang ngày hôm nay. Nói đến cái khẩu trang, An Minh Hương Thơ nhớ tới ngày xưa đó. Khi cô dâu ở Tây Phương đó, lúc nào cũng có cái mạng che mặt đó. Rồi bên Phương Đông thì cô dâu cũng có cái một khăn đỏ trùm kín mặt. Thì trước khi chúng ta đi sâu về cái khẩu trang đấy, An Minh có thể cùng với Hương Thơ nói sơ qua, tìm hiểu thêm về cái mạng che mặt ngày xưa như thế nào. Hương Thơ muốn nói tới là cái mạng che mặt là cái khăn voan, cái khăn veo mỏng mỏng đó, đúng không? Như nãy Hương Thơ vừa nói đó, cô dâu ở phương Tây thì hay có cái khăn màu trắng, mà phải nói là có cái trang hoàng lên rất là đẹp. Còn người Á Đông của chúng ta thì lại là khăn đỏ trùm hết, che kín hết, không thấy gì cả. Thì vâng, thưa quý vị, phải nói là cái mạng che mặt, tức là chữ veo á, là nó đã có từ lâu rồi. Nó có từ cái thời mà người ta gọi là cái thời Cận Đông, lúc đó là cái vùng Lưỡng Hà, nó gọi là đế quốc Lưỡng Hà. Cái thời đó là vào cái thời kỳ, để anh biết nhớ trong bài học là nó ghi như thế nào, đó là thời kỳ của Bronze Age, tức là thời kỳ đồ đồng. Và nó bước sang thời kỳ Iron Age là thời kỳ đồ sắt. Tức là nó ở trong cái thế kỷ 10, 14 gì đó. Thì cái khăn che mặt đầu tiên á, là nó nhấn mạnh giai cấp. Tức là chỉ có những người gọi là giai cấp tầng lớp, quý phái, quý tộc, những phụ nữ đó, họ che mặt họ lại để chứng tỏ một sự kiêu sa, không ai có thể nhìn được, và quyền lực qua cái tấm mạng che mặt. Và nhất là gọi là cổ Hy Lạp, tức là Ancient Greek ấy, thì họ có một điều lệ rõ ràng. Mỗi một tầng lớp, một địa vị khác nhau thì đeo cái mạng che mặt theo kiểu khác nhau và những cái hình họa tiết khác nhau. Cho nên trong những cái kho tàng lịch sử đó mà người ta tìm thấy thì có rất là nhiều coi như là những cái di vật để người ta nhìn thấy là cái mạng che mặt nó xuất hiện rất từ lâu rồi. Mà một điều đặc biệt ngay từ thời xưa, nhất là cái thời mà gọi là đế quốc Lưỡng Hà, thì có một cái luật rất là khắt khe, tất cả phụ nữ đều che mặt. Thứ nhất là tôn giáo theo chế độ độc thần của họ, họ thờ một vị thần độc tôn mà cho là vị thần đó là coi như là cai quản toàn bộ thế giới và quyền hành. Thì phụ nữ từ giai cấp quý tộc và người bình thường thì họ vẫn phải đeo, mà nãy An Minh có nói là khác nhau, nhưng có hai giai cấp không được đeo. Hương Thơ có đoán được không? Chắc giai cấp thấp nhất trong xã hội vậy. Thấp nhất, nhưng mà thấp như thế nào? Hương Thơ thử nghĩ thử. Nô lệ. Rất đúng, có hai giai cấp nô lệ như Hương Thơ vừa nói, và một giai cấp nữa là cái từ tiếng Anh nó gọi là prostitute, tức là những cô gái bán thân. Thì nghiêm cấm không được che mặt, bất cứ đi đâu phải đưa cái mặt trơ của mình ra để chứng tỏ là, chắc có lẽ là họ hiểu cái từ đó, họ không nói như mình là mặt dày đó là trơ cái mặt ra, còn tất cả là che hết. Và có một điều lệ ban thành luật của cái thời đó là nếu người nào trong cái hai cái giai cấp đó mà đeo mạng che mặt mà bị người khác phát giác sẽ đánh đòn roi. Thứ nhất lột hết quần áo, đánh ít nhất là 50 đòn roi, và có thể là cắt tai nữa. Đó là cái mạng che mặt bắt đầu. Rồi từ mạng che mặt chắc có lẽ là chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều về những mạng che mặt. Ngược lại, cũng nói thêm về những gì mà Hương Thơ đọc thêm về cái mạng che mặt ngày xưa đó. Thì nói về cái mạng che mặt của cô dâu á, thì Hương Thơ chắc là cái phong tục ngày xưa, cái truyền thống là cô dâu với chú rể không có được gặp mặt nhau trước khi thành hôn, hoàn tất cái lễ thành hôn. Thì khi mà Hương Thơ nhớ là
gọi là hai người gọi là được chứng minh là vợ chồng mới được vén cái khăn lên mới hôn nhau. Và người ta cũng tin rằng cái von che mặt nó cũng màu đỏ bên phương Đông là giúp cho cô dâu bảo vệ cũng như ma quỷ, những cái điều xấu xa dù xui xẻo đến cô dâu. Và nói về cái tình trạng mà hủ tục về mạng che mặt của thời Hồi giáo đó thì cái đó là phong tục của họ đó. Vào thế kỷ thứ 12, một vị vua họ nghĩ rằng là nhan sắc của phụ nữ, sắc đẹp của phụ nữ là nguồn gốc của tội lỗi. Quá đúng. Nên phải che kín. Nhưng mà thương thơ nghĩ rằng chừa đôi mắt cũng quá quyến rũ người phụ nữ, nhất là Trung Đông. Tại sao ông trời ông lại muốn che mặt thì phải để đôi mắt thật là đẹp cho ra nét người phụ nữ. Rồi bên Thiên Chúa giáo, ông thơ nhớ là ông thơ có đọc là nói là phụ nữ phải che mặt để khi khấn nguyện nói chuyện với Đức Chúa Trời, nói lên lòng gọi là kính trọng đứng tối cao. Mà thơ thấy là cái vấn đề che mạng ngày xưa, cái phụ nữ mà quý tộc á, thì nói lên cái sự đẳng cấp. Nhưng mà bên Trung Đông mà phụ nữ Hồi giáo mà che mặt như vậy á, là nó nói lên sự phân biệt. Phân biệt rõ ràng nữ giới và nam giới, phải không ạ? Không, thì thật ra là cái mạng che mặt á, nếu mà quay trở lại lịch sử á, là bên Ấn Độ có một số cái quận lỵ nhỏ của Ấn Độ. Và thời xưa đó là ngay cái thời mà nãy An Minh có nói tới đó, đế quốc Lưỡng Hà đó, thì ngay cả đàn ông, nhất là ở vùng Nam Bắc Châu Phi, vùng Bắc Châu Phi là đàn ông cũng có đeo nữa, nhưng mà họ đeo theo kiểu của người đàn ông. Và họ đeo như thế thì rất là dễ hiểu. Thực ra mạng che mặt đó, nó rất là, tại sao mà mạng che mặt bây giờ, sau này tí nữa mình sẽ nói về khẩu trang, nó liên quan tới sức khỏe, là ở những cái vùng đó là gió cát, bão cát của sa mạc. Thành ra đàn ông đàn bà đều cần để mà che lại. Còn như Hương Thơ nói là sự phân biệt thì có lẽ là bao giờ cũng vậy, đều có gọi là góc cạnh cuộc sống mà, đều có những cái nhìn khác nhau. Người phụ nữ mà che mặt, đôi lúc như nãy Hương Thơ nói về nhan sắc thì An Minh cũng phải công nhận có nhiều nhan sắc gọi là hồng nhan họa thủy mà. Thật ra cũng đúng thôi, có nhiều nhan sắc gây tai họa lắm. Nhưng mà cũng có một điểm hay, tức là chỉ có người chồng mới nhìn được mặt người vợ và các con của mình. Và đến khi các cô lớn lên, chỉ có chồng con các cô mới nhìn được. Cái đó đối với An Minh lại có một cái gì đó nó thiêng liêng, nó đặc biệt. Nhưng nếu nó là một sự hài hòa giữa cuộc sống hôn nhân, còn bằng không thì cái mạng che mặt đằng sau đó là cả một tội lỗi. Vâng, nếu mà bên đó mà mình không che mặt đó là bị, có thể bị xử tử đó. Đúng. Có những cái hình phạt rất là khắc khe. Nhưng mà nói đến cái vấn nạn cái che mặt của ở bên phương Tây đó, thì thời cái vấn nạn khủng bố 911 nó sẽ gây gì nhiều tranh cãi lắm. Người ta lên máy bay hay chụp hình hay là đi tập thể dục hay rồi có vấn đề khủng bố, người ta khó nhận diện được, nên cũng là một vấn đề tranh cãi. Vâng, bởi vì như nãy đã nói cái ở góc cạnh mà, mình nhìn góc cạnh nào thì nó sẽ ra góc cạnh đó thôi. Nhưng mà quay trở lại về cái mạng che mặt á, không phải là như Hương Thơ nói là cô dâu đeo mạng che mặt, nhưng thực ra là Hương Thơ coi mấy cái phim như phim Bố Già, rồi trong mấy cái phim Ý, người Ý á, là trong Đám Ma người ta cũng đeo những cái khăn che mặt màu đen rất là đẹp. Mà đối với, mà trong Hollywood đóng phim cũng vậy, nó có nhiều cô cũng nghĩa là lúc mà dress up theo kiểu quý phái đó, găng tay nè, rồi mạng che mặt, thì An Niên thấy rất là đẹp. Vâng, như nói đến đây thì tôi nhớ có những ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao âm nhạc á, họ cũng có những cái kiểu làm một cái che mặt rất là đẹp, rất là thời trang. Rồi trong phim của Trung Hoa đó, có những nhân vật nữ mà mờ ảo, huyền bí, cũng có những khăn che mặt đã được đưa lên vào những cái bộ phim mà mình chúng ta đã nghe qua. Và như chúng ta cũng biết đó, là khăn che mặt đó, một phần đó, là nó về văn hóa, tôn giáo, phong tục. Rồi một phần nữa là nó về vấn đề sức khỏe. Rồi một phần nữa là nó cho chúng ta nói lên những cái gọi là tiến trình trong xã hội. Đôi lúc từ có biến thành không và từ không biến thành có, từ che cho đến không che, rồi không che lại trở lại che. Tức là một cái gọi là khẩu trang mà đi, hay là che mặt thời trang, nó sẽ đi một con đường vòng. Nhưng mà nãy Hương Thơ mới nói là trong phim cổ trang á, có những cô che mặt rất là đẹp, thì nữ hiệp. Đúng, thì Hương Thơ có đọc truyện hay là coi phim Thiên Long Bát Bộ, đoàn chính thuần đó, thì Hương Thơ sẽ thấy trong đó có một nhân vật rất là hay, mà An Minh mỗi kỳ đọc xong mà nghĩ tới là sẽ cười. Thì An Minh muốn chia sẻ với quý vị, đó là cô đó là Mộc Uyển Thanh. Thì cô đó rất là đẹp, mà sư phụ cô đó bắt cô phải che mặt để không cho ai nhìn nhan sắc của cô, và bắt cô phải có một lời nguyền. Người nào mà gỡ mạng che mặt của cô để nhìn thấy mặt cô, một là phải giết chết, còn hai là bắt người đó phải lấy cô.
Nếu mà cô đẹp thì chắc nhiều người muốn mở cái mạng che mặt lắm, mà nếu cô xấu thì cái chắc là không ai dám. Rồi bây giờ đã qua về cái mạng che mặt á, như nãy cũng đã mình nói chuyện với nhau đó, là cái mạng che mặt á từ từ nó lại hình thành đến về cái trong vấn đề sức khỏe. Thì cái vấn đề này chắc có lẽ là phải nhờ Hương Thơ lý giải là tại sao trong vấn đề sức khỏe chúng ta lại rất cần về cái mạng che mặt. Chắc cô admin này biết Hương Thơ làm cho bệnh viện Orange Coast Memorial nên dành phần này cho Hương Thơ để giải thích hay nhắc lại cho quý vị biết về cái lịch sử của cái khẩu trang y tế. Thưa admin và thưa quý vị, khẩu trang y tế là một cái loại mặt nạ được sử dụng để bịt cái vùng mặt của mình, thường là mũi, miệng, để ngăn ngừa và bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh và bụi bặm thông qua cái đường hô hấp của mình, đại dịch. Nhưng mà cái khẩu trang sẽ muốn ở lại với con người. Và trong suốt chiều dài lịch sử, cái khẩu trang y tế không phải để che giấu mà là để bảo vệ con người. Nó đã trải qua 3 giai đoạn, từ thời kỳ đầu với trận bệnh dịch hạch bùng phát đầu tiên ở châu Âu ở thế kỷ thứ 17, với cái khẩu trang đầu tiên của nhân loại có hình mỏ con chim, rồi đến giai đoạn phát triển với bệnh thủy đậu, đại dịch cúm Tây Ban Nha, trong đó có chiếc khẩu trang có cái tên gọi rất khôi hài là xúc xích trắng, vì nó là cái cuộn băng vết thương của che kín cái phần miệng mà thôi. Rồi sau cùng cái khẩu trang y tế mới được toàn thiện vào năm 1947 và được làm vải không dệt, thưa quý vị và thưa anh Viên. Nhắc tới cái vải không dệt á, thì nó có một đặc tính rất là hay. Thường thường cái vải không dệt là chúng ta không có giặt lại, mà là chúng ta chỉ dùng một lần và dùng trong bệnh viện, như là Hương Thơ đã làm việc ở trong bệnh viện Hương Thơ thấy, là rất tiện lợi cho các vị bác sĩ, y sĩ và y tá và những người làm việc trong cái field mà trong bệnh viện và tiếp xúc nhiều với public á, là chỉ cần dùng một lần và khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ gì đó, 7-8 tiếng gì đó là người ta có thể bỏ. Và cái vải không dệt đó nó không có hủy môi trường, tức là nó dễ dàng nó tan đi khi mà người ta bỏ nó, trash nó. Còn vấn đề vải không dệt á, mà bây giờ nói chung là ngay từ bước đầu á, thì cái vải không dệt á, nó giống như là cái cơn dịch khi nó đến á, nó không còn gọi là không đủ hàng mà cung cấp cho người cần nữa, cung không có nhiều để đủ cho cái người cần. Cho nên từ đó những cái vị y tế, những vị lãnh đạo về y tế thì họ mới khuyến khích là dùng vải. Và thưa quý vị, anh cũng nói sơ tí xíu về khẩu trang vải, là chúng ta phải chắc chắn là phải 3 lớp, ít nhất là 3 lớp. Và chúng ta phải tìm vải là 100% là vải là cotton. Chúng ta đừng dùng những cái loại vải lụa hay gấm hay bất cứ loại khác, bởi vì những cái đó nó không có hữu hiệu bằng vải cotton. Và nếu quý vị muốn biết thì quý vị có thể là chạy vào cái web CDC, là cái web về những người của y khoa, hoặc là John Hopkins, thì quý vị sẽ thấy người ta sẽ chỉ cho quý vị hướng dẫn làm khẩu trang tại nhà bằng vải. Thưa quý vị vừa nghe câu trả lời của An Miên, một người có thể trả lời thông suốt câu trả lời hỏi của Hương Thơ, vì An Miên làm trong cái lĩnh vực thiết kế và trong đó có cái lĩnh vực thời trang nữa. Chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút thôi để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại, và An Miên, Hương Thơ sẽ trở lại với chương trình Góc cạnh đời sống với đề tài chuyện chiếc khẩu trang. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.